Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh thủ máy tính. Video này tôi sẽ dẫn các bạn cách cài khóa mật khẩu màn hình của con máy Samsung Galaxy A10s này nhé. Sẽ vào trạng thái điện thoại. Đây thông tin điện thoại của nó là Samsung Galaxy A10s A107s nhé. Nếu các bạn đằng sau này các bạn nhìn thấy A107s thì các bạn search Google sẽ ra A10s, các bạn sẽ biết đời mày. Để thực hiện cài khóa mật khẩu màn hình, đây con này có vân tay. Ta đầu tiên ta sẽ vào cài đặt, ta sẽ kéo xuống màn hình khóa đi, rồi xin lỗi, ta sẽ vào sinh trắc học và bảo mật nhé. Đấy, đây có nhận diện khuôn mặt này, vân tay này, đó, và cài mật khẩu nhé. Cài đặt bảo mật khác thì ta sẽ không, nó sẽ không có. Ví dụ nhận diện khuôn mặt thì ta sẽ vào tiếp tục. Ta phải vẽ một cái hình, mẫu hình mà mã pin hoặc bảo mật. Đó, ta phải nhớ cái này nhé. Không nhớ thì các bạn xem cái video hướng dẫn xóa của mình. Ta sẽ vào mật mã này. Mật mã thì gồm ít nhất một chữ cái nhé. Ví dụ A này, 1, 2, 3, 4 này. Tiếp tục A, 1, 2, 3, 4 này. Ok. Rồi, ta sẽ đặt mật mã xong rồi. Bây giờ ta sẽ quay cái cam vào khuôn mặt của bạn để đăng ký chọn 100% là được nhé. Rồi, 100% xong. Cái này thì khóa màn hình thì các bạn chỉ vuốt hoàn tất. Đồng ý. Cái này thì các bạn bách ra đi. Rồi, bây giờ ta sẽ khóa lại và mở khóa nhé. Ta sẽ bấm sáng lên, bấm sáng lên. Đây, nó sẽ có cái hình cái khóa đây này. Ta dí vào khuôn mặt, dí vào khuôn mặt nhé. Đấy, nó đã mở khóa, ta phải vuốt lên nhé. Đó. Rồi, cái khuôn mặt là ta đã xong rồi nhé. Sinh trắc học khác. Rồi, đấy là cái khuôn mặt nhé. Bây giờ ta sẽ vào vào cái khóa màn hình bằng mật khẩu hoặc hình vẽ nhé. Thì ta sẽ vào màn hình khóa. Ta sẽ vào kiểu khóa màn hình. Đây, mật mã và khuôn mặt đây, nó đang có. Thì ta sẽ nhập lại cái mật mã này, 1A1234 này. Tiếp. Đó, bây giờ nó sẽ có là vuốt là không có gì. Hai là mẫu hình. Mật mã thì tôi vừa hướng dẫn rồi nhé, khuôn mặt đăng ký rồi. Đó, bây giờ ta sẽ vào dự tờ mịp mã pin chẳng hạn. Mã pin mà không chạm. Rồi tôi chọn 4 số 0 nhé. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, xác nhận lại lần nữa. Ấn OK. Đồng ý này. Cái này sao lưu thì các bạn không đồng ý được nhé. Mã pin này, bây giờ tôi sẽ khóa lại. Vuốt lên. Đây, nó sẽ là mã pin kiểu này, 4 số 0, và ấn OK là xong. Rồi, để đổi kiểu khóa khác, ta bấm vào đây, ta nhập lại mã pin. Tiếp, bây giờ ta sẽ chọn mẫu hình chẳng hạn, nối ít nhất là 4 điểm nhé. Ví dụ 3 điểm, nó sẽ không được 4 điểm. Phải nhớ cái này nhé, không nhớ thì các bạn xem video hướng dẫn xóa mình. Tiếp tục vẽ lại này, xác nhận. Cái này thì ta sẽ bỏ qua rồi. Khóa lại, mở lên, vuốt. Nó sẽ là màn hình mở khóa. Rồi, giờ tôi sẽ đổi về cái mật khẩu, mật mã nhé. Mật mã nó là cao nhất, nó có ký tự đặc biệt này, hoặc là 1, 2, 3, 4 số chữ. Đó. Ít nhất nó phải có một chữ cái và số. Ví dụ tôi chọn Q1234 này, tiếp tục Q1234. OK. Cái này thì ta sẽ có thể bấm vào chỗ khác, nó sẽ bỏ qua. Khóa lại, vuốt lên. Đây, nó sẽ dạng mật mã kiểu này, rất là bảo mật, rất là cao. 1234. OK. Bây giờ tôi sẽ chỉnh nó về đấy để dễ nhé. Tiếp, tôi sẽ chọn mẫu hình đi, vuốt này. Tiếp tục
vuốt tiếp tục. Rồi bây giờ tôi sẽ back lại, ta sẽ kiểu vào cái sinh trắc học mật khẩu để thêm vân tay. Đấy, có dòng vân tay đây, bây giờ ta sẽ ấn vào vân tay, ta sẽ vẽ hình khóa, ta tiếp tục. Đây bây giờ ta vào vân tay vào sau nhé, chủ yếu là hai ngón trỏ thôi, ta còn thêm hai ngón, di chuyển ngón tay và nhấc lên. Nó quét hơi chậm một tí. Rồi xong, hoàn tất. Bây giờ tôi sẽ, các bạn có thể thêm hai vân tay nhé, ba vân tay tùy các bạn. Đấy, bây giờ các bạn khóa lại, mở lên hình này, tôi sẽ ấn vào khóa nhé. Đó, nó sẽ mở khóa luôn. Rồi, để xóa đi thì ta đầu tiên vào vân tay, ta vẽ hình khóa, ta sẽ vào vân tay 1, ta chọn xóa ở trên này, xóa, đó nó không còn nữa, bách lại khuôn mặt này, ta sẽ vào vẽ lại hình, xóa dữ liệu khuôn mặt, xóa, bách lại, bách lại, ta sẽ vào màn hình khóa, ta sẽ vào kiểu khóa màn hình, ta sẽ vẽ lại, ta sẽ chọn vuốt, xong, như vậy ta xóa hết tất cả. Đó. Ôi, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn thực hiện cài mật khẩu khóa màn hình của con máy Samsung Galaxy A10s. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.